quay đi tại Bồ Tát, con tên ngữ con luôn phép danh như chuyện. Nay con nghe Đức Phật tương thuyết trong kinh Đại Tạng Diện nói về những sự công tịnh kiến bèn của Đại Tánh Địa Tạng, con xin tâm cảm động về trong tộc một lòng một dạ. Nay đối chứa tượng Đại Tánh Địa Tạng xin được phát nguyện lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tượng nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhận đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sử dụng 100.000 phương tiện nhận giao khuyên dụ hết tại tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh được đều được lợi lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài đủ lòng đại từ bi thương xót mẹ chứng minh cho sự quy y cùng lợi nghĩa của này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng nặng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ với họ, cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý chứa hề mở mang, còn nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt thành bổn thanh, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rõ ràng, rồi đều sẽ mau chóng thoát sanh tử thành bồ đề bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, danh hiệu của Địa Ngục, phẩm thứ năm, một phu hiền hội. Lúc đó ngài phu hiền Bồ Tát cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, xin ngài về trời rộng bước bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ đạo báo của hạng chúng sanh bị tội khổ ở cõi tế bè cùng với vô đề này, về nói những sự về quẻ béo không là làm cho chúng sanh trong tòa mạc phép sau này biết rõ những quẻ béo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân giả, nói tôi nuôi số thần của Đức Phật và cùng mô lực của ngài mà nói danh hiệu của cái địa ngục cùng sự về tòa báo và ác báo hóa danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề là dãy núi thiết lệ có phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Phi, dãy núi đó tô thảm công canh sẽ của mặt trời mặt trăng, trong đó có cái địa ngục lớn tên là Cửu Vô Gián, là cái địa ngục tên là Đại A Tỳ, là cái địa ngục tên là Tư Giá, là cái địa ngục tên là Phi Đao, là cái địa ngục tên là Hồ Tiểu, là cái địa ngục tên là Giáp Sơn, là cái địa ngục tên là Tâm Thương, là cái địa ngục tên là Thiết Xe, là cái địa ngục tên là Thiết Sàng, là cái địa ngục tên là Thiết Ngô, là cái địa ngục tên là Thiết Y, là cái địa ngục tên là Thiết Nhẫn, là cái địa ngục tên là Thiết Lư, là cái địa ngục tên là Nhẫn Đạo Chuyên Đồng, là cái địa ngục tên là Biểu Trụ, là cái địa ngục tên là Lô Họ, là cái địa ngục tên là Khanh Hợp, là cái địa ngục tên là Tổ Thủ Thủ, là cái địa ngục tên là Thiêu Cướp, là cái địa ngục tên là Đạm Nhãn, là cái địa ngục tên là Thiếu Hòn, là cái địa ngục tên là Chết Lộn, là cái địa ngục tên là Thiếu Thù, là cái địa ngục tên là Tân Xe. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân giả, trong dạy nuôi thứ quay có những địa ngục như ta, số nhiều vô hạn, là có những địa ngục kêu ón, địa ngục Bét Tiền, địa ngục Phận Nếu, địa ngục Đầm Tỏ, địa ngục Hổ Tựa, địa ngục Hổ Cẩu, địa ngục Hổ Mẹ, địa ngục Hổ Ngơ, địa ngục Hổ Sơ, địa ngục Hổ Tạch, địa ngục Hổ Sạc, địa ngục Hổ Lương, địa ngục Hổ Ôn, địa ngục Cứu Nhe, địa ngục Bét Bề, địa ngục Ẩm Hiếu, địa ngục Thiêu Thổ, địa ngục Thiêu Cưới, địa ngục Đạo Thất, địa ngục Hổ Ấp, địa ngục Thiêu Ấp, địa ngục Hổ Lan. Như địa ngục như thế, trong mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, ngục 1, 2, ngục 3, ngục 4, ngục chọn đến 100.000 trong số đó danh hiệu chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát: thưa nhân giả, đó đều là chúng sanh của những vô đề, làm như vẻ ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những gì ngục như thế. Người lượng đó lớn có thể sanh với núi của Duy, có thể sâu dừng bị kẻ, có thể ngăn chặn đạo tánh. Vì thế chúng sanh cho khinh điều quá nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quẻ béo đầu, đến mày muốn đều phải chịu lại, chỉ thao như chiêu của con, mỗi người tiêu nghiệp của mình mẹ đi đường khác nhau, giờ cứ cảm nhau cũng không bằng làm chịu cổ tay nhau. Nay tôi nuôi luật của Đức Phật mà nói sơ lược như những tội béo nó đưa ngục, cho mong nhân dễ tạm nghiêm lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: giờ từ lâu tôi đã bị rõ biết tội béo nơi bé đường á đạo, nhưng tôi muốn nhân dễ nói ra để làm cho tất cả chúng sanh về có tâm hành á, trong thời mà pháp sau này nghe được là dạy của nhân dễ để biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Bốn tội béo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: tôi nhân dễ nhân tội béo trong địa ngục như vậy, họ có đường ngục kéo lưỡi người tội để cho cả trên đó, họ có đường ngục mối tiêu người tội để cho quỷ dạy số ác, họ có đường ngục vẹt dầu sôi sùng sụng nấu thân người tội, họ có đường ngục đốt cột đồng cháy cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, họ có đường ngục lửa lớn bay tắp về người tội, họ có đường ngục toàn toàn lại băng giáp, họ có đường ngục đầy vô ăn đồ bọn tiểu, họ có đường ngục lấy quá trong sát, họ có đường ngục gieo đâm nhiều dấu lộ, cái đường ngục chỉ đạo vai luôn, họ có đường ngục chỉ đó tay trong tay, họ có đường ngục cho ra sao quân cám, họ có đường ngục xua đuổi cho sát, họ có đường ngục đông quá lửa sát, nhưng dễ nhưng có béo như thế, trong mỗi ngục mỗi ngục có 100.000 thứ cụ ra hành hình đều là bằng đồng mà sát bằng đế mà lửa, bốn lửa khí cụ này đều do hành nghiệp quý ác của chúng sanh bè cảm vừa đế
nó thu được rã những sự tuyệt về việc về tạo béo đưa ngục tòa cho mỗi ngục là có trăm nghìn thuốc khổ sở hướng cho là nhiều ngục nơi thôi nó toàn của Đức Phật về vì nhân dễ mà hỏi mày nói cho lửa như thế thôi như thế nếu nói rõ kể thời cùng nghiệp cũng nói không hết. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So.